Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu một bác một mẫu xe siêu phẩm bên em mới về mang thương hiệu Anh Quốc, Cheater. Vâng, full carbon, khung càng, ghi đông và cọc yên cũng là của carbon, cấu hình Tiaga rất là khủng. Xe gần như là mới trên 95%. Đây là một mẫu xe đồng đốt mà các bác vẫn hỏi em là đời cao. Siêu phẩm hôm nay bên em đã về dòng Cheater thương hiệu của bên Anh Quốc mới về bên em. Và hôm nay em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, đây là một mẫu xe đến từ Anh Quốc Cheater. Các bác có thể thêm lên trên mạng để tham khảo thêm. Cheater là biểu tượng cho chú báo, tiếng Anh là báo, mèo báo. Vâng, xe có tổng thể, xe rất là thể thao, sport. Đó là tông màu chủ đạo là màu đỏ trắng và những điểm nhấn màu đen các bác nhé. Đây là một mẫu xe dòng rốt mà rất từ lâu rồi em mới về một xe full carbon như vậy. Từ khung, ghi đông, cọc yên, càng đều là làm từ carbon. Đó là xe em đánh giá tổng thể trên 95%. Đây các bác nhé. Đó là trọng lượng của xe rất là nhẹ. Tổng thể xe em đoán khoảng tầm 7,9 cân đến tầm 8 cân lên. Bởi vì xe tổng thể là tất tần tật xe. Từ ghi đông này, càng này, cho đến cốt yên và khung xe toàn bộ là làm bằng carbon toàn phần. Đây, Cheater đây. Cheater tiếng Anh người ta là biểu tượng của chú báo. Đây là một mẫu thương hiệu khá là nổi tiếng bên thị trường Anh Quốc các bác. Tổng thể lớp sơn còn rất là đẹp, mới trên 95%. Rất hiếm hoi em mới về là một chiếc xe như này. Đây em đi từ khung hình cho bác xem khung xe lên. Rất là sáng và bóng. Những cái điểm nhấn màu đỏ trắng đây là những điểm nhấn rất là chủ đạo của những cái dòng xe thể thao các bác nhé. Đây là một mẫu xe mà rất nhiều các bác mong chờ và đã hỏi em là xe cao cấp. Thì hôm nay em mới về một chiếc như vậy đây. Cheater mang thương hiệu đến từ Anh Quốc, làm từ carbon toàn phần. Vâng, các bác nhìn đấy, nước sơn khá là bóng và sáng, màu đỏ như một chiếc xe Lamborghini. Đây biểu tượng của xe của con báo, các bác nhìn đấy. Đấy, những biểu tượng của cái lá cờ báo như một chiếc xe Lambo màu đỏ, rất là thương hiệu nổi tiếng và hấp tiền. Xe làm được cũng từ cấu hình xe cũng rất là cao cấp các bác nhé, bộ Shimano Tiagra. Và cái đấy em sẽ đánh giá chi tiết sau. Đây em đi đánh giá tổng thể những cái khung hình xe bác xem luôn. Xe còn rất là mới đây. Xe có size 49 carbon. 49 này là size O, tức là size S, vẫn là size S. Thật ra bác giờ 1m6 lên trên 1m7. Đây cái giá cọc lớp của nó, bình lớp cũng là của chính hãng luôn đó nhá, nguyên bản trong xe. Thương hiệu Cheater, người ta là chú báo, biểu tượng của những cái dòng xe Anh Quốc rất là đắt tiền, thương hiệu rất nổi tiếng các bác nhé, để lên trên mạng tham khảo thêm. Đấy, từ những chi tiết nhỏ nhất trên trên xe là cái tổ quốc của những xe đây, cũng làm từ được carbon rõ đấy, đây là những biểu vật carbon đây. Tổ quốc chính hãng ghi đông là từ carbon này, các bác nhìn thấy phải thấy rõ. Tuy nhiên là xe rất là nhẹ, tổng thể xe thì cái tầng carbon này này, từ ghi đông cọc yên đến càng, hầu hết những cái phần chính làm từ hợp kim thì toàn bộ làm carbon vậy. Đúng là xe thì em tổng thể chỉ rơi khoảng 7,8 đến 7,9 thôi, rất là nhẹ xe. Dành cho bác làm hôm vừa rồi mà nhắn tin Zalo với em mà bảo là xe đẹp bên em mà mới về một siêu phẩm bên em đây. Xe được trang bị với cái cấu hình cao cấp Shimano Tiagra, còn rất là mới, các bác nhìn có thể tay phanh, các bác nhìn đấy, tay lắc Tiagra đây, các bác nhìn có rất là mới nhá, nguyên bản trong xe. Vâng, đây là một hãng xe là rất là tên tuổi, thương hiệu bên Anh, có thể trên mạng tham khảo thêm. Bên tay phải em là tên tay lắc của tầng đĩa, cũng là làm từ Shimano Tiagra chip lơ. Đây là cái dầu đó nhá, xe mới về em chưa có thời gian lo chùi đâu. Thì đằng trước thì có cái thương hiệu logo chính hãng của xe, là biểu tượng của chiếc tơ hình chú báo đây, chú báo vàng.
Hiện tượng như một chiếc Lamborghini màu đỏ, xe rất là nổi bật. Đấy, các bác có thể thấy đây cũng dòng xe thể thao hầu như là những cái màu tông rất là sáng, rất là tông đỏ trắng. Đấy là cái điểm nhấn chủ đạo của xe. Đây càng cũng làm từ carbon các bác nhá. Tổng thể xe rất là đẹp bác nhá. Trên 95%. Tức là người chủ cũ đi xe là rất là giữ gìn. Tất cả là bên vành cũng là cao cấp, về vành của Shimano chính hãng các bác nhá. Vành 500, Shimano 500 chính hãng. Mayer bạc đạn. Đấy. Mayer bạc đạn. Lốp 700x28C. Kích thước lốp. Kích thước lốp còn rất là mới đây, các bạn nhìn rõ ấy. Xe rất là ít sử dụng. Bơm lốp còn rất là mới. Xe được sử dụng phanh Petro. Phanh ba mạch. Rất là nổi bật cái chữ báo trên khung xe đây. Có thể nhìn rõ ấy. Trọng lượng của xe rất là nhẹ. Và các bạn nhìn rõ đây là xe được sử dụng với nguyên một group chính hãng của Shimano Tiagra. Đặt đĩa. Đây các bác nhìn cái đùi đĩa của Tiagra đây. Người sử dụng đi rất là ít, đâm ma là các bác nhìn đấy, cái độ ma sát xe thì vẫn còn rất là bóng và sáng. Đùi đĩa trắng của Tiagra. Nguyên bộ group Tiagra. Vâng, rất là cao cấp. Và đây cũng là một mẫu xe dòng xe đua mới về bên em. Shifter thương hiệu Anh Quốc, carbon toàn phần. Từ Cầu Yên đi đông càng. Đây. Bây giờ đến Quốc Yên của xe đây. Và làm từ carbon này, nó nhìn rõ cái đường vân của nó. Đấy. Rất là nhẹ cho xe. Tổng thể ra rất là giảm trọng lượng của xe các nhé. Yên thì yên hiệu Volo chính hãng. Đấy. Rất còn rất là mới. Xe như một chú bò tót của Lamborghini ấy. Các bác có thể nhìn chiếc xe thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Chiếc tư có thể lên trên mạng tham khảo thêm về những cái dòng xe trường Anh Quốc này. Chủ đề chính hãng của Shimano Tiagra. Vâng. Xe được trang bị với 10 tầng lip và 3 đĩa. Vâng. Số bộ chuyển động của xe 30 tốc độ. Và đây là một cái cấu hình rất là cao cấp so với những cái dòng rốt, gọi là dòng xe đua thể thao. Lip và xích còn rất là mới, là nguyên bản theo xe. Có thể thấy rõ đấy. Đằng sau được trang bị thêm với cặp Mayer Shimano 500, R500. Chính hãng. Mayer bạc đạn. Lốp Maxim còn rất là mới, 700 kích thước 700x23C. Đấy. Quay tổng thể của mình xe bác nhìn luôn. Vâng. Rất là nổi bật. Đây là một chiếc xe về duy nhất bên em ngày hôm nay mới về. Các bác nào nhanh tay thì liên hệ em. Vâng, bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em xin đánh giá hoạt động chi tiết của xe. Lên lip này. Những cái dòng cao cấp như đồ Shimano Tiagra này cũng là dòng cao cấp nhất của những dòng xe đua đốt này các bác nhá. 10 lít và 3 tầng đĩa. 30 tốc độ của xe. Vâng. Đây cũng là một mẫu xe dành cho các bác đi bán chuyên nghiệp cũng được. Đây, lít và xích còn rất là mới nguyên bản theo xe. Hầu như xe cho em đoán tổng thể ở trên 95%. Bên tầng đĩa này, 3 đĩa, 4 đĩa này. Vâng. Lên đĩa này. Vâng, chuyển động rất là mượt mà các bác nhá. Hầu như không một lỗi chi tiết nhỏ nào cả. Đấy. Mayer là của chính hãng theo xe, Mayer Shimano bằng đạn. Nguyên xe carbon, khung và càng, ghi đông, cốt yên, toàn bộ là carbon. Shifter, một mẫu xe đến từ thương hiệu Anh Quốc rất là nổi tiếng. Biểu tượng của chú báo, một chiếc Lamborghini màu đỏ, các bác nhìn thấy rõ. Đấy. Đây là một mẫu xe mới về bên em. Vâng. Vâng, em vừa đánh giá xong tổng thể một em là siêu phẩm mới về bên em, Shifter thương hiệu của Anh Quốc, các carbon toàn phần từ ghi đông, cọc yên, cốt yên và càng xe, khung xe toàn bộ là carbon hết. Tức là tối giảm trọng lượng của xe. Xe rất là nhẹ lắm nhá. Đây là một mẫu xe cao cấp đồ Shimano Tiagra. Xe còn rất là mới, trên 95%. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo
0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp đến đăng ký cho bác kênh và hẹn bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Và hẹn các bác vào trưa ngày mai.